Chào mừng các em đến với khóa học Tiếng Anh 9 dựa trên bộ sách Global Success trên trang web học trực tuyến OLM. Chúng ta tiếp tục bài 2. Unit 2. City Life. A Closer Look To. Trong phần A Closer Look To, chúng ta học hai phần ngữ pháp. Phần đầu tiên đó là tiếp tục mở rộng vốn từ về phrasal verbs. Phần thứ hai đó là so sánh kép, double comparatives. Chúng ta đến với phần 1, phrasal verbs. Cô có các câu sau, em hãy đọc các câu và nối nghĩa của các cụm động từ với nghĩa tương ứng của chúng. Chính xác. Chúng ta cùng nhìn lại từng câu. Với câu 1, Hà Nội là một thành phố phù hợp để đi bộ. Bạn có thể dễ dàng get around bằng cách đi bộ và có thể nhìn thấy rất nhiều địa điểm thú vị. Đây là một cách tuyệt vời để khám phá văn hóa địa phương. Dựa vào nghĩa ở đây, chúng ta dễ dàng đoán được phrasal verb get around có nghĩa là to move from place to place, đó là di chuyển hoặc du lịch. Trong câu thứ hai, trường học carry out những sự kiện quan trọng như kịch hoặc những ngày thi đấu thể thao. Những sự kiện này là một cách vui vẻ để học sinh tham gia và học tập. Từ đây, em đoán được nghĩa của cụm động từ carry out, đó là to do or finish something. Trong câu 3, hàng xóm của tớ came down with đau dạ dày sau khi ăn thức ăn ngoài đường phố lần đầu tiên. Vậy, nghĩa của cụm động từ came down with đó là bắt đầu mắc một bệnh gì đó, thường ở đây chúng mình chỉ những bệnh nhẹ hoặc những căn bệnh thông thường. Câu 4. Vào cuối tuần, tớ thường hang out with gia đình đi khám phá những địa điểm mới trong thành phố. Từ đây em đoán được nghĩa của hang out with đó là dành thời gian với ai. Và ở câu cuối cùng, thành phố đang cắt trinh đao on, giao thông bằng cách khuyến khích mọi người sử dụng xe đạp hoặc các phương tiện công cộng. Vậy thì ở đây cut down on nghĩa là to do hoặc use less of something, dùng ít cái gì, cắt giảm cái gì. Vậy là em đã nắm chắc nghĩa của năm cụm động từ này. Tiếp theo đây, em hãy điền cụm động từ thích hợp vào chỗ trống và em sẽ chia động từ nếu cần. Trong câu 1, a cold, cảm lạnh, vậy thì dễ dàng đoán được từ cần điền là come down with, ở đây chúng ta thấy có ảm vậy câu cần điền ở thì hiện tại tiếp diễn đáp án là coming down with tớ đang bị cảm tớ bị chảy nước mũi và rất đau họng trong câu 2 sau need chúng ta cần to verb dựa vào nghĩa ở đây là reduce air pollution cắt giảm ô nhiễm không khí bằng cách sử dụng ô tô và xe đạp thì chúng ta đoán được từ cần điền là cut down on. tất cả chúng ta cần cắt giảm việc sử dụng ô tô và thay vào đó sử dụng xe đạp để làm giảm ô nhiễm không khí. Với câu 3, sau choose chúng ta cần động từ ở dạng to verb và dựa vào nghĩa từ cần điền sẽ là get around, đi thăm xung quanh, đi xung quanh. Khi tớ ở trong thị trấn, tớ lựa chọn đi xung quanh bằng xe buýt. Câu 4, often, dấu hiệu của thì hiện tại đơn, Chủ ngữ teenagers vậy từ cần điền là một động từ nguyên thể. Giúp vắng nghĩa ở đây, từ cần điền sẽ là hang out with. Nơi nào mà các thanh thiếu niên trong khu vực của bạn thường xuyên đi chơi với nhau? Và đáp án cuối cùng ở câu số 5 cần điền sẽ là carry out. Ở đây có động từ to be is, vậy thì chúng ta sẽ chia thì hiện tại tiếp diễn, đáp án là carrying out. Chính quyền đang tiến hành một kế hoạch để giải quyết vấn đề tắc đường trong khu vực trung tâm thành phố. Em làm bài rất tốt. Chúng ta chuyển sang phần 2, so sánh kép, double comparatives. Cô có ví dụ sau, the more developed the city is, the more crowded it becomes. Thành phố càng phát triển thì nó sẽ càng đông đúc. Ví dụ 2, the nearer you got to the suburb The less busy the road was. Chúng ta càng đến gần khu vực ngoại ô thì đường phố càng bớt nhộn nhịp. Từ hai ví dụ này em thấy so sánh kép được dùng để thể hiện một vật, một hiện tượng nào đang phụ thuộc vào cái khác. Việc lặp lại các cụm từ so sánh giúp chúng ta tăng cường ý nghĩa và làm cho so sự so sánh trở nên rõ ràng, mạnh mẽ hơn. Từ hai ví dụ này em hãy viết lại cấu trúc của so sánh kép. Chúng ta có the cộng dạng so sánh hơn kém cộng chủ ngữ cộng động từ phẩy the cộng dạng so sánh hơn kém cộng chủ ngữ cộng động từ. Em lưu ý, giữa hai mệnh đề chúng ta luôn có dấu phẩy. Đây là cấu trúc rất đơn giản và dễ nhớ. Vậy các em có nhớ dạng so sánh của tính từ không? Với so sánh hơn, tính từ một âm tiết cần thêm đuôi er vào sau tính từ như safe thành safer. Tuy nhiên với những tính từ hai âm tiết tận cùng là y sẽ được coi là tính từ ngắn. Ví dụ happy tận cùng là y, chúng ta coi là tính từ ngắn, viết thành happier. Với tính từ hai âm tiết trở lên thì em chỉ cần thêm more vào trước tính từ đó, ví dụ crowded thành more crowded. Vậy với những trường hợp đặc biệt thì chúng ta đổi thành dạng so sánh hơn như thế nào? đúng rồi quiet các em có thể viết thành more quiet hoặc quieter far thành farther hoặc further good thành better bad thành worse little thành less many much thành more vậy với dạng so sánh kém của các trường hợp vừa rồi thì sao rất đơn giản em chỉ cần thêm less vào trước tính từ safe thành less safe happy thành less happy crowded, less crowded hay quiet thành less quiet. Tuy nhiên, với những tính từ đặc biệt như good, bad, little, many, much, chúng ta sẽ dùng những từ trái nghĩa. Dựa vào cấu trúc cũng như cách chuyển đổi vừa rồi, em hãy làm bài sau. Câu 1. Let là tính từ ngắn. Đáp án là letter. Lan không ở nhà. Trời càng muộn, thì tôi càng lo lắng về cô ấy. Câu 2. Comfortable là tính từ dài. Vậy đáp án đúng là more comfortable. Anh ấy muốn mua một ngôi nhà mới. Ngôi nhà càng rộng thì anh ấy càng cảm thấy thoải mái. Câu 3. Dựa vào cấu trúc so sánh kép thì trước so sánh chúng ta cần mạo từ the. Đáp án là the higher. Cô ấy nghĩ rằng thành phố càng lớn thì chi tiêu cuộc sống càng cao. Với câu 4, famous là một tính từ dài, đáp án sẽ là more famous. Thành phố càng nổi tiếng thì số lượng du khách đến càng đông. Và ở câu 5, chúng ta dùng cấu trúc của so sánh kép thì đáp án là the more difficult. Dân số trong thị trấn càng lớn thì càng khó để tìm việc. Tiếp theo đây, em hãy viết lại các câu sau sử dụng so cánh kép. Cô ví dụ câu 1. Bởi vì mọi người chặt càng nhiều cây, môi trường càng bị ảnh hưởng. Cô sẽ viết lại thành The more trees people cut down, the more the environment suffers. Tương tự như vậy, em hãy viết lại các câu còn lại. Trong câu 2 sẽ được viết lại thành The higher crime rates are, the less safe people feel at night. Tỷ lệ phạm tội càng cao, mọi người càng cảm thấy bất an vào ban đêm. Câu 3. The less plastic we use, the healthier the environment will be. Chúng ta càng dùng ít nhựa, môi trường càng khỏe mạnh trong lành. Với câu 4. The more cars there are on the roads, the worse traffic jams are getting. Có càng nhiều xe ở trên đường thì tắc đường càng tệ hại. Em đã làm rất tốt. Tổng kết lại bài này, chúng mình học hai phần kiến thức. Phần đầu tiên, em đã mở rộng thêm vốn từ về các cụm động từ. Thứ hai, em đã học một cấu trúc mới hoàn toàn, đó là cấu trúc về so sánh kép. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo trên trang web học trực tuyến OLM.